Xin chào tất cả mọi người. Đây là kênh tìm hiểu chữa bệnh bằng thuốc nam. Nếu có nhu cầu cập nhật được thường xuyên thì xin mọi người hãy đăng ký kênh, nguyên lý của Đông y cho rằng các loại bệnh tật sinh ra do khí hậu bốn mùa thay đổi hoặc do ăn uống, sinh hoạt, lao động, làm tổn thương cơ thể. Để điều trị những chứng bệnh ấy và để phù hợp với từng thể bệnh, chúng tôi đã ra giảm một số bài trong điều trị mang lại hiệu quả tốt, xin giới thiệu một số bài thuốc điển hình để bạn đọc tham khảo và áp dụng. Bài tiêu giao tán. Thành phần bạch chuột 12 gam, bạch linh 12 gam, đường quai 8 gam, bạch thực 12 gam, xài hồ 6 gam, bạc hà 6 gam, cam thảo 4 gam. Bài thuốc có tác dụng lý tỷ thanh can. Do huyết hư can khí uất, can và tỷ không điều hòa với nhau, sinh ra các chứng ngực sườn chứng đau, ho, sốt, nhiều đờm, phụ nữ kinh nguyệt không đều, mạch hư huyền. Điều trị, kiện tỷ bình can, thanh nhiệt. Cái hay của bài thuốc này là da giảm. Nếu can khí nhiệt ra chi tử sao 8 gam, đan bì 8 gam. Nếu can khí trệ ra trần bì 12 g Nếu can khí ướt ra xuyên khung 8 gam, hương phụ 12 gam. Nếu can khí ướt tích nhiệt ra ngô thủ du 6 gam, hoàng liên 8 gam, bạc hà 6 gam để dẫn thuốc. Bài thuốc đã điều trị cho 27 bệnh nhân có kết quả tốt. Bài địa hoàng ẩm tử. Thành phần, thục địa 16 gam, sinh địa 16 gam, nhục quế 4 gam, hắc phụ tử chế 8 gam, nhục thùng dung 12 gam, 3 kích 16 gam, bạc hà 6 gam, phục linh 12 gam, viễn trí 6 gam, sơn thủ nhục 16 gam, thạch hợp 12 gam, mạch môn 12 gam, ngũ vị tử 4 gam, thạch xương bổ 6 gam. Gia trạch tả 12 gam, thông thảo 6 gam. Bài thuốc có tác dụng, bổ nạp nguyên dương, hóa đờm, khai khiếu. Điều trị các chứng, hạ nguyên hư suy, hư dương thượng phú, đờm nghịch, chân yếu không đi lại được, lưỡi ruột nói năng khó khăn, bí tiểu tiện. Bài thuốc đã điều trị cho một số bệnh nhân tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Xô điển hình là bệnh nhân ngờ, T, T, khoa nội A, có các triệu chứng trên. Tây y nghi do nhũn não của người cao tuổi mà sinh bệnh, não không điều khiển được nên có các triệu chứng trên. Đặc biệt bí tiểu tiện một ngày đêm bệnh nhân căng bàng quang đau tức khó chịu nhưng không chịu thông tiểu tiện, vì sợ đau. Tây y đã chuẩn bị trích bàng quang để đặt sông do ý kiến của một vị lão thành cách mạng nên mời đông y để kết hợp điều trị các thầy thuốc đông y chẩn đoán do thận dương suy kém mệnh môn hỏa không đủ khả năng sưởi ấm khí không thăng lên được làm cho sự thăng dáng của cổ phế khí bị trở ngại sinh ra đờm rãi làm tắc nghẽn ở thượng tiêu mà hạ nguyên thiếu khí làm chức năng túc dáng của bàng quang bị trở ngại sinh ra chứng bí tiểu sau khi xem mạch đã dùng bài thuốc địa hoàng ẩm tử nói trên để điều trị nhưng bỏ vị ba kích vì ba kích là vị thuốc cố tinh làm trở ngại thông tiểu tiện trong đông y tinh sinh ra khí khi tinh bị hãm thì khí không lưu thông bệnh nhân uống ba thang sau khi uống thang thứ nhất bệnh nhân đã đi tiểu tiện được uống đến thang thứ ba thì bệnh nhân đã đi tiểu bình thường bài lục vị hoàn ra giảm thành phần thục địa 16 g hoài sơn 12 g sơn thủ 6 g trạch tả 8 g bạch linh 12 g đan bì 12 g trong ngũ quan khoa khi nói về mắt người ta thường dùng chữ tinh đông y cho rằng tinh của khí ngũ tạng lục phủ đều đi lên, rót vào mắt cho nên mới gọi là tinh, cái ổ của tinh là hai con mắt, nên mới gọi là mắt tinh, tinh của khí là lòng trắng, tinh của cân gân là lòng đen. Tinh của cốt xương là đồng tử, tinh của huyết là khóe mắt, tinh của nhục thịt là ước thúc ràng buộc, điều tiết, nhẫn bảo các dịch trong mắt lấy tinh của cân, cốt, huyết, khí để liên hệ với mạch đi lên não. Khi bị các chứng bệnh ở mắt là do nhiệt nung nấu, làm cho tấu lý mở ra, phong tà nhập vào đó, tà của phong và nhiệt cùng hợp lại tấn công vào mắt, làm cho mắt mờ, đau nhức, chảy nước mắt, có khi xương đỏ mà đau. Nếu nhẹ thì gọi là ngoại trứng, hoặc sinh ra màng mộng. Nếu nặng thì tích nhiệt lại, sinh ra các trứng làm tổn thương con ngươi của mắt. Nếu sốt cao thì ra chi mẫu 12g, hoàng bá 12g gọi là bài lục vị chi bá, nếu sốt về chiều thì ra ngũ vị tử 6g gọi là đô tấu thang, để dẫn hỏa thoai nguyên thì ra nhục quế 6g gọi là thất vị địa hoàng thang nếu hỏa vượng hình kim tâm hỏa vượng làm tổn thương phế kim da nhục quế 4 gam, phụ tử chế 4 gam gọi là sinh mạch địa hoàng thang, để chế dương nâng thủy gia chi mẫu 8 gam, hoàng bá 8 gam, xa tiền tử 12 gam, ngưu tất 8 gam, nhục quế 6 gam, phụ tử chế 6 gam gọi là thận khí thang. Nếu gặp các chứng như thận khí hư không nhiếp được dịch, làm dịch dành lên biến thành đờm, sinh ra chứng đạo hãn ra mồ hôi trộm, di tinh, chứng tiêu khát uống nước vào tiêu ngay rồi lại khát chứng tiểu đường do phế âm hư hoặc mắc một số chứng lâm như đái rắt chứng chọc đái đục, Thận âm hư hỏa bốc lên sinh ra chứng lửa môi miệng, viêm họng đều có thể dùng bài lục vị gia giảm này để điều trị, xin chào